Ngày 22 đến ngày 25 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 1 đến ngày 4 tháng 2, nhuần năm Quý Mão, Tăng Thân làng Mai tổ chức khóa tu, thiết lập truyền thông trong gia đình, hóa giải nội kết, nối lại tình thâm với sự tham dự của đông đảo các thiền sinh. Buổi sáng ngày 22 tháng 3 năm 2023, sau khi ghi danh, hoàn tất thủ tục nhập khóa, gia đình các thiền sinh được quý thầy trong ban tổ chức hướng dẫn chỗ nghe giảng, chỗ ăn, chỗ ngủ nghỉ và sinh hoạt những điều cần thiết trong khóa tu. Buổi chiều, thời khóa tu tập chính thức được diễn ra. Lúc 14 giờ, gia đình các thiền sinh cùng vân tập về Pháp Đường 1 tòa nhà Pháp Luân, ổn định đạo tràng, cùng thực tập chánh niệm, cảm nhận niềm hạnh phúc đang có mặt ngay trong giây phút hiện tại dưới sự hướng dẫn của Chư Tăng Ni. Mong rằng trong thời gian sắp tới sẽ được tiếp tục đồng hành, yểm trợ với quý thầy cô. Trung tâm Thiền tập Lạc Mai Quốc tế sẽ tiếp tục để dấn thân, để phụng sự, để giúp ánh sáng Phật Pháp đi vào tất cả những người con, những người Phật tử, những vị thiền sinh có hữu duyên để được thực tập nhằm chuyển hóa thân tâm của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đó, Thầy Chân Pháp Nhiệm có thời pháp thoại gửi đến đại chúng về chánh niệm là nền tảng của truyền thông và hạnh phúc. Trong sự chánh niệm, đại chúng cùng lắng nghe, đồng thực hành tỉnh thức nhiệm màu. Mỗi hành giả cùng trở về với chính mình để lắng nghe, thấu hiểu và lắng lại những lao sao, bất an trong tâm thức, đồng thời thực tập chuyển hóa, làm mới lại thân tâm. Trong giây phút lắng tâm, thiền sinh tập buông xuống mọi trần duyên bên ngoài, theo dõi từng hơi thở và cảm nhận sự sống đang có mặt. Buổi tối là thời khóa hướng dẫn ngồi thiền và tụng kinh. Con xin nhận lời giới thiệu của chị Trần. Thực tập hít thở ở một chất trận niệm để truyền đạt hết năng lượng trong đời sống hàng ngày. Với năng lượng đó, con có thể nhìn các cảm thọ và cảm xúc đau buồn trong con và làm chất chúng lặng dịu xuống. Nhờ đức thể tốt chỉ dạy, con biết các cảm thọ và cảm xúc ấy một phần lớn được phát sinh từ trí giác và nhận thức hạn hẹp của con, mà con sẽ trở về với bản thân để nhận diện cội nguồn của những khổ đau ấy trong phần ý niệm và trí giác của con. Ngày thứ hai, buổi sáng bắt đầu với thời khóa ngồi thiền, sám pháp địa xúc và thiền hành. Thank you.
Vào lúc 9 giờ, thời khóa tu học tiếp tục với chương trình thiền ca. Và lắng nghe pháp thoại truyền thông với chính mình từ sư cô Trần Hội Nghiêm. Trong cuộc sống, chúng ta thường bị chi phối bởi những lao sao, bất an với công việc, lo nghĩ cho cha mẹ, con cái và người thân. Đã bao giờ chúng ta có những giây phút nhìn lại và mong muốn cho mình sự bình an và hạnh phúc nơi tự tâm? Buổi chiều là chương trình sinh hoạt, pháp đàm theo từng gia đình. Buổi tối, các thiền sinh cùng tiếp tục thời khóa tu học, lắng nghe quý thầy chia sẻ về năm giới, cách sống xây dựng gia đình lành mạnh.